Xin chào mọi người, chào mọi người tới với cả channel PC Cracker mình. Hôm nay thì mình sẽ mang tới cho các bạn tựa game đó là PUBG Live nhá. Thì ở đây để chơi được cái tựa game PUBG Live này ở Việt Nam ấy, thời điểm hiện tại chúng ta có khoảng hai cách. Cách thứ nhất đó là các bạn lên trực tiếp trang chủ PUBG Live để download, nhưng mà cái server mà chúng ta có thể download trên trang chủ PUBG Live nó chỉ hạn định ở đúng cái khu vực của Thái Lan mà thôi. Vì vậy cho dù chúng ta có VIP hay là thế nào chăng nữa, chúng ta cũng không thể nào mà chơi ké được cái server đó. Với cách thứ nhất thì chúng ta bắt buộc ra tận Thái Lan để mới chơi được. Nhưng mà chúng ta vẫn còn cách thứ hai, đó là chúng ta sẽ chơi ké qua cái server của Garena. Như các bạn đã biết thì Garena có server tại Việt Nam, cho nên là chúng ta có thể VIP và chơi ké được thông qua cái server của Garena này. Thì bây giờ để có thể tải PUBG lại, các bạn hãy download hai cái sau đây cho mình. Chắc chắn rồi, cái đầu tiên chính là Garena đúng không nào? Garena thì có lẽ là mọi người đều có cả rồi. Còn những ai chưa có thì các bạn có thể xem cái video clip hướng dẫn cài đặt của mình nhé. Mình có một cái video hướng dẫn clip cài đặt Garena đăng ký rất là chi tiết luôn. Và cái thứ hai các bạn cần download đó là một cái phần mềm giúp các bạn VIP. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái VPN Gateway nhé. Có rất là nhiều phần mềm giúp chúng ta giả địa chỉ IP, nhưng mà cái VPN Gateway này nó rất là dễ sử dụng, cũng như là theo mình thấy thì chất lượng của cái này nó là ổn định nhất. Cho nên là mình khuyên các bạn là dùng cái này. Thì Garena thì các bạn tự cài đặt nhé. Còn cái VPN Gateway này thì ở đây mình sẽ giải nén nó ra. Các bạn hãy download nó về nhé, nó rất là nhẹ thôi, nó chỉ có 50 mấy MB thôi. Thế nào? Mình sẽ giải nén nó ra. Đây, mình sẽ vào cái file nén. Mình chạy cái VPN clean này. Chuột phải vào open nhé. Cài đặt nó cũng rất là nhanh thôi. Ở đây các bạn ấn next này. Rồi next tiếp. I agree, next tiếp, next tiếp. Và next tiếp, next tiếp. Rất đơn giản đúng không nào? Rồi các bạn đợi một chút để cho nó tiến hành cài đặt VPN shop ether. Mình sẽ để cho nó start luôn nhé. Đó, đây chính là giao diện của VPN Client Manager. Thì đây mình sẽ nhắc các bạn một chút nữa, đó là các bạn hãy mở cái Network and Sharing Center của các bạn lên. Đây đây này. Cái này mình cũng nhắc nhiều lần rồi. Thì với những ai mà đã từng sử dụng VPN rồi ấy, thì các bạn nhớ bật cái VPN trong đây lên nhé. Bật nó lên. Nó đang disable thì bật nó lên. Bởi vì trước đây các bạn dùng rồi thì các bạn sẽ tắt nó đi để nó không ảnh hưởng tốc độ mạng mà đúng không? Cho nên bây giờ các bạn bật nó lên thì nó mới hoạt động nhé. Còn với những ai mà cài đặt cái VPN này lần đầu tiên ấy, thì các bạn không cần phải động chạm gì hết. Bởi vì nếu các bạn cài lần đầu tiên, nó sẽ tự động tạo cái VPN server ra, sau đó thì nó bật sẵn lên cho các bạn luôn. Thế nào? Ở đây mình sẽ tắt cái này đi nhá. Tắt cái này luôn. Rồi, quay lại với cả VPN Manager. Thì chỗ này các bạn hãy click nút chuột vào cái phần VPN Gateway Public VPN Relay Server. Thế nào? Đó, nó sẽ hiện ra tất cả những cái server. Thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ chọn được cái server Thái Lan để có thể chơi được cái PUBG Live, đúng không nào? Các bạn ấn chữ region đây nhá. Nó sắp xếp theo chữ cái thì các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có 4 cái server Thái Lan này. Có thể mai kia thì nó sẽ có 5 cái server gì cơ. Đây nào. Các bạn nói chung là chúng ta sẽ chọn một trong 4 cái này. Thì các bạn hãy ưu tiên cái nào mà có live speed cao. Cái này là live speed cao nhất này và ping thì thấp nhất. Cái này ping thấp nhất luôn, đúng không? Mình sẽ lấy cái số 2 nhá. Click vào nó rồi ấn connect to VPN server. Nó sẽ tiến hành kết nối với cả cái IP ảo này. Quá trình kết nối của nó sẽ hơi lâu một chút. Và đây thì cái server này bị lỗi đó các bạn, connect error này. Chúng ta chọn cái server khác nhá, trong 4 cái đó. Mình sẽ tìm lại đây, nãy là mình dùng cái thứ hai đúng không? Giờ mình sẽ dùng cái thứ nhất nhé. Kết nối. Đây cái này kết nối phát thì được luôn. Đúng không? Đó, connected này, các bạn thấy không? Kết nối được rồi nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là chạy Garena lên. Đây mình sẽ tiến hành đăng nhập nhé vào tài khoản Garena của mình. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành chuyển khu vực sang Thái Lan và download cái tựa game PUBG Live. Vì chúng ta sử dụng VPN cho nên là cái tốc độ mạng nó hơi bị SIDA đấy nhé các bạn. Đây các bạn thấy không, nó load rất là lâu. Có lẽ cái VPN này nó cái mạng kết nối IP của nó hơi yếu. Nhưng mà cũng phải chịu, không biết làm nào được, đúng không nào? Có thể là do cái tốc độ mạng của mình từ hiện tại nó bị vấn đề. Đây, bây giờ sau khi đăng nhập vào, các bạn ấn vào PUBG Live nhá. Trước đây mình đã từng giới thiệu cái cách này để các bạn có thể chơi được Ring of Elysium, đúng không nào? Đây, PUBG Live, click vào nhá. Đây, các bạn thấy, PUBG Live từ hiện tại thì nó chỉ nặng có khoảng tầm 2GB thôi. Và với cái dung lượng này thì không khác PUBG Mobile là mấy, đúng không nào? PUBG Mobile chỉ tầm 2GB đổ lại, không hơn.
Thì với những ai mà đã từng xem trailer hoặc là xem những cái phần phần gameplay của nó thì các bạn sẽ thấy cái phần đồ họa của nó không khác là bao cả. Chỉ có khác cái là cái bản PUBG Lite đấy, nó phát triển trực tiếp cho PC luôn. Các bạn ở đây có thể thấy được cái phần cấu hình đồ họa của nó rất là yếu đúng không nào? Intel Graphics HD 4000 cũng có thể chơi được luôn. Đây là một cái card rất là cổ luôn. Thì ở đây các bạn ấn vào phần cài đặt nhé để tiến hành cài đặt game. Rồi các bạn ấn vào chữ đổi ở đây để chọn vị trí các bạn sẽ lưu PUBG Lite trong máy tính các bạn. Mình sẽ để mặc định nó ở D, ở game và ở funnel mình tạo có tên là PUBG Lite luôn. Thế nào? Select funnel, sau đó thì ấn OK. Nó sẽ bắt đầu tiến hành download game về cho chúng ta. Thì vì chúng ta đang sử dụng Leo server IP ảo cho nên là quá trình download sẽ rất là lâu nhá. Và trong quá trình download thì các bạn đừng động chạm gì đến cái VPN gây gì nhá. Bởi vì nếu các bạn động chạm vào nó thì nó sẽ bị ngắt kết nối bên Garena đấy. Và nó sẽ khiến cho cái quá trình đây đây các bạn thấy không? Ngắt kết nối này. Kết nối lại nhá các bạn. Thỉnh thoảng hay bị vậy lắm. Nó sẽ tiếp tục download cho chúng ta và download sẽ rất là lâu nữa các bạn. Theo mình thấy thì quá trình download nó lâu như thế này thì không biết vào game nó còn như thế nào nữa. Nhưng mà muốn chơi thì phải chịu thôi, biết làm nào được, chỉ có cách này thôi, không có cách nào khác cả. Thì quá trình download sẽ rất là lâu, vì vậy sẽ tôi quay nhá. Đây các bạn, sau khi đợi chờ mòn mỏi thì cuối cùng mình đã download xong cái tựa game PUBG Lite này. Bây giờ mình sẽ chơi thử nhá. Mà nào. Đó, sao màn hình tối thui này. À đây rồi. Đây là cái giao diện quen thuộc của Session 1, cái bên PUBG PC nha các bạn. Cái âm nhạc rất quen luôn. Giờ việc chúng ta đợi là loát. Úi dồi, loát vỡ mồm luôn các bạn ạ. Hy vọng chúng ta có thể kết nối được nha các bạn. Thực ra chúng ta vào đến đây là đã thành công rồi đó các bạn. Giờ chỉ hy vọng là kết nối được để mà chơi thôi. Ở đây các bạn đồng ý điều khoản nhá. Accept, accept, sau đó ấn next nhá. Ui, lại phải reconnect. Do cái mạng có vấn đề cho nên chúng ta phải reconnect liên tục nhá các bạn. Thay làm sao mà chơi được nhỉ? Vào trong đấy kiểu gì cũng bị đứt kết nối. Cái này mình nhắc lại một lần nữa là có thể là chỉ cái mạng của mình bị nhá. Còn các bạn chưa chắc đã bị đâu, cho nên các bạn cứ thử nhá. Ẩn error, hoài vậy. Thôi chơi tí nào. Tại bên này bên ngay và bên ngoài bị đứt kết nối. Cái mạng của mình có vấn đề cho nên mình không thể chơi được cái game rồi các bạn ơi. Thực ra VPN thì nó chỉ giúp chúng ta PIP thôi, nhưng mà cái tốc độ của nó thì nó vẫn dựa nhiều vào cái tốc độ mạng của chúng ta nha các bạn. Cho nên là nếu mạng của chúng ta mà có vấn đề thì cái VPN này cũng sẽ có vấn đề theo. Chứ không phải là cứ do VPN thay đổi IP các thứ là nó bị lỗi thôi. Nó chỉ lag đi thôi chứ nó không thể nào mà bị gãy liên tục như này được. Cái này là vấn đề là nằm ở mạng của mình rồi. Hy vọng các bạn có mạng chất lượng tốt hơn thì các bạn có thể kết nối nó ngon lành hơn. Đây so sánh bên ngoài bắt đầu nó kết nối bên trong nó mới quay được ký đúng không nào. Đó. Accept. Sau next. Error correct tiếp. Có chịu nhờ. Xem ra mình không có duyên chơi cái trò này rồi. Thế được rồi. Nói chung là chỉ đến đây thôi. Nói chung bây giờ là các bạn chỉ cần phải giữ nguyên cái VPN của các bạn, sau đó là các bạn mới có thể chơi được cái tựa game PUBG Lite nhá. Bởi vì chúng ta chơi qua Garena mà. Còn nếu mà các bạn không sử dụng cái PUBG cái VPN gây đấy thì chúng ta không thể nào chơi được cái PUBG Lite đâu. Tại vì sẽ mở lên nhá. Sau đó thì mình tự tắt cái VPN gây đi nhá. Là các bạn có thể thấy ngay thôi. Trò chơi đang chạy. Ơ, mình tắt rồi mà. Hả? Đây, chạy lại phát nữa nhé các bạn. Đây, đang loát đúng không nào? Làm bụp phát cái này đi luôn. Exit VPN. Đây mình đang thử nhá. Nó không kết nối được luôn. Như vậy chắc chắn là không kết nối được là do cái vấn đề về mạng các bạn ạ. Đó đúng rồi. Được rồi. Mình không có duyên chơi trò này rồi.
cho nên là nhưng mà các bạn cứ thử nhá, bởi vì chất lượng mạng của mình và chất lượng của các bạn là khác nhau, nên là chúng ta có thể có những kết quả khác nhau khi mà chúng ta chơi cái tựa game này. Thì nói chung là mình cũng chỉ hướng dẫn được đến đây thôi, mình không thể nào trải nghiệm game cho các bạn coi được rồi, vì vấn đề thì như mình đã miêu tả lúc nãy đúng không? Thì mình cũng hoàn thành cái video rồi, chúc các bạn đã được thành công và có thể chơi được game thành công, cũng như là có những phút giây chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người.